Đâu đây? Đây đang điền cái chỗ mày bật ấn mờ lên, nhìn thấy cái điểm mà ấn mờ lên, có nhìn thấy cái điểm mà một cái điểm như màu xanh lá cây không? Một mũi tên màu xanh lá cây đang chọc xuống không? À. Đấy, mình điền đấy để thuê quân đội. Màu xanh à? Điền đấy để thuê quân đội. Chưa nhá. À từ từ đi đến chỗ trực thăng đi, xong rồi từ trực thăng đi. Để đâu? Trực thăng ở đâu? Đây, chỗ ta đánh dấu trực thăng ấy, ngay chỗ gần chỗ mình ấy. Từ chỗ đâu mình nhỉ? Nhìn lên phía bắc. Đây hả? Ừ. À. A few moments later. Ôi, đi. Phải xuống rồi. Cái cửa này thì làm sao mà leo lên được đây? Được, nhảy lên được. Đây là ra chỗ ấy này. Chỗ cao. Đâu? Cao này. Xem được chưa? Tớ xem có đường nào vào không? Anh em đừng có vớ vẩn. Cứ mẹ tôi đã phải cố gắng để chỉnh cho anh em để cho nó được ngon nhất. Anh em đừng có giả vờ lag vậy, không lag có thằng Vincent được đi. À, đâm chết tao mẹ rồi, thằng khốn nạn. Vãi cả lồn, mèo cái đâm chết người à? Oh. Mẹ ơi, lỗi. Vừa vào đã đâm chết tôi, đéo hiểu. Anh nhở? Thằng đấy Vũ. Hả? Lái à? Lái à? Mày đéo biết lái xuống đấy. Em có bằng lái rồi, bằng lên đi. Kiểu. Sao đâu? Đấy, lại đến cái điểm mà dòng màu xanh ấy nhá, xanh lá cây ấy. Ở đây. Cái chỗ mà Gun for Hire ấy, side mission Gun for Hire ấy, đến đấy nhá. Nhưng mà đừng độ đúng chỗ đấy nhá, mà cách xa chỗ đấy một đoạn. Bởi vì nếu không mà thằng đứng độ, mẹ lái kiểu đéo gì đây. Mẹ nó 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 đéo hiểu. Đấy, mày đi mãi mới lấy cái trực thăng đấy. Cách có 300m thôi, chạy bộ đi. Sao nó cứ bị cắm đầu xuống nhỉ, nó không ngừng lên à? Mẹ, lái như này đã bảo đéo biết lái thì để tao lái cho. Bây giờ mày lại phải đi kiếm cái xe đi rồi. Lên 200m chuẩn rồi cơ gì? Cách có 300m thì nhiệm vụ mà, cái nhiệm vụ gắn vào ngay được không? Em đỗ chỗ quá chuẩn. Đấy, mẹ civilian. Mình phải phòng thủ, mình phải phòng thủ khu vực này trong vòng 2 phút, trong vòng 3 phút. Xuống đây Smile, mình phải phòng thủ ở dưới này. Nhiệm vụ này là phòng thủ ở dưới này. Bú lão bú lều. Lát giật MF5 xem sao nhá. Đi vào đây, mình phòng thủ ở trong này cơ mà, mày đứng ngồi đây đéo gì. Ôi mẹ, đéo ở đây. Ôi mẹ. Tao nằm rồi, đằng sau Vũ ơi. Nhà phải lìn đi. Mẹ, ngoài. Hai thằng nằm mẹ nó hết đấy. Chết mẹ cả bà. Dấu hiểm. Em năm rồi sẽ hết giật lại anh em ạ. Chết mẹ cả bà rồi. Đấy, mày thấy chưa? Làm lại nhiệm vụ lấy trực thăng đi, lần này em biết lái rồi. Ui, bò lạc đấy. Thôi chết rồi em ơi. Bò lạc này. Rồi ôi. Bò lạc này. Bò lạc này. Một cuộc thảm sát bò vừa diễn ra. Đúng rồi đó. Anh em đi. Này, hóa ra đi bắn bò thật ạ. Chắc này mấy thằng này nó không có đèn, không bật được đèn pin nhỉ? Bực mình. Fucking in! What are you doing? Bò lạc mà anh em. Đấy là sự trừng phạt cho bò lạc. Mẹ nông dân còn đang mùa vụ ạ. À. Cháu xin lỗi, cháu chạy qua cái nông trang của bác nhá. Oh no, oh no, oh no. Ôi, nó chỉ mặt thôi kìa. No. Tao chạy qua nông trang một tí, đéo vạ vật. Vạ vật. Mình đã ý tốt xin lỗi mẹ, 400m mẹ rồi, bãi ly. Xuyên dây điện này. Ông hạ mẹ giữa đường, bãi mình. Tiếp. Ok, Alipi! Tao đâm chết của mẹ rồi! Cứu anh ngay đằng sau! Viên xem! Đéo hiểu, ông nào hẹn. Tao vừa mới ra ngoài cái ô tô đâm chết mẹ luôn, đéo hiểu. Phải tức. Nếu kiểu ra không nhìn đường. Tiếp vụ, mình nhận đi.
bố láo bố lếu. Của mình là lấy cái Intel, lấy thêm cái tài liệu Intel. Thì em bị ô tô đâm chết rồi. Mẹ luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Đấy. Thiếu. Yêu hiểu đấy, thấy chưa? Ôi đấy mẹ. Yêu hiểu. Dần đây đi đường kinh vãi. Đấy đâu rồi? Nó đang đến rồi đấy, có 3 thằng rồi. Lamborghini chạy kìa. Thịt mẹ có thằng rớt ở trên mái nhà bắn xuống ạ à, thằng. Ghê vãi lịt. Có 3 thằng đệ đến anh em ạ, có 3 thằng đệ đến. Nhưng mà nó chỉ đứng ở xa là bắn hộ mình thôi. Hết rồi, sao hết rồi, sao hết rồi, sao hết. Từ từ tao ra tao nhìn xem mặt thằng đệ như nào. Ở đây nó đang tiến xuống đây, ui dồi ông ấy đi mẹ. Cậu mới đi như là mày với thằng đi bộ. Ôi. Mẹ rồi đâu. Đây đệ đây. Rồi ôi mày đi nhanh thêm tí đi. Điều hiểu. Mày đi chậm vãi luyện. Mấy thằng nông dân quân tự vệ thế này. Nông dân trông như ở nông dân. Đi. Thằng tiếng mà cứ lỡ ạ. Thôi nào hết giá trị lợi dụng. Hai thằng cố gắng mẹ lôi chúng nó ra đi. Mà chúng nó bâu mẹ như là mẹ mấy con kiến ở trên tủ mẹ. Trong tổ ong ý khiếp. Đó được thì cũng phải có cái gì nó mình hoang mang dư luận đấy chứ. Cảm nhìn mình rồi. Trốn đi, trốn đi, trốn đi, trốn đi, trốn đi. Còn mẹ bắn tao kinh lắm. Ủa, ua, 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 ua. Kinh thế. Trốn đi à? Ôi, tao quyết tử cho tổ quốc kết sinh mẹ rồi. Tao sẽ gọi gọi đến, bắn đi. Bắn. Quyết tử. Bom đâu? Bắn cho tao. Luôn. Thả bom rồi. Xôi ôi, mẹ nhiệm vụ quyết tử anh em thấy sao? Chết hết chưa? Chó chết phải đến mẹ chục thằng rồi. Nhiệm vụ quyết tử.